bao giờ, anh Long của tôi không bao giờ lấy. Tại vì anh Long của tôi á là thiếu cái gì xin cái đó, ngày nào anh cũng qua xin là nước mắm được bột ngọt. Anh không bao giờ lấy tiền của tôi. Chắc tốt ha. Không tốt, tốt hơn mấy bà thôi. Chưa biết được à, dò sông dò biển dễ dò. Mấy ai lấy thứ mà đo làm người. Thôi có chừng à. Có chừng gì? Nó hơn cơm của cải mày hồi nào không hay đó. Bà đừng có nói nhiều. Bà càng nói đạo lý tôi càng chắc chắn rằng là bà lấy tiền của tôi, chứ không ai lấy hết trơn á trời á. Mày thật con mùi của mày ha. Ăn thằng sống đó rồi chó. Bữa nay hả tao chơi khô máu với mày luôn. Nè. Mày vừa phải thôi hả? Mày đừng nghĩ mày có tiền hả? Mày tôi nói mày nói như mày. Mày bây giờ mày tao người ta.